Thưa quý vị, ngày 15 tháng 3 là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Theo báo cáo của các cơ quan quản lý về thương mại điện tử thì 160 đô la Mỹ một người một năm là mức chi tiêu mà người tiêu dùng Việt Nam sử dụng cho các giao dịch thương mại điện tử. Ngày nay thì mua sắm trực tuyến đã trở nên thông dụng, song thực tế hoạt động này lại chưa hoàn toàn có được niềm tin của người tiêu dùng bởi những rủi ro trong mua bán trực tuyến. Vậy đâu là giải pháp để có thể đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử thị trường vốn được đánh giá là đầy tiềm năng phát triển tại Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này trong phóng sự sau đây. Cũng giống như nhiều người tiêu dùng hiện nay, chị Thu Hòa thường xuyên mua sắm trên mạng. Tiện ích thì khỏi phải bàn, nhưng cũng không ít lần chị nhận được những món hàng không ưng ý vì khác biệt so với quảng cáo trên mạng. Những cái rủi ro nhỏ đấy tôi có thể liên hệ với cả bên bán để đổi và trả lại hàng. Còn với những rủi ro lớn thì tôi cũng chưa nghĩ đến việc giải quyết như thế nào. Mặc dù là biết là có một hội bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam, thế nhưng mà chưa biết là liên hệ với bên đấy như thế nào và có những giấy tờ gì liên quan đến để có thể giải quyết vấn đề của tôi. Người tiêu dùng hiện nay đang phải đối diện với rất nhiều rủi ro khi mua sắm online, như chất lượng mẫu mã hàng hóa khác biệt so với quảng cáo, thậm chí còn mất tiền oan khi mua phải hàng giả hay đã thanh toán mà không nhận được hàng. Trong khi đó, con số rủi ro được giải quyết hàng năm vẫn còn khiêm tốn so với thực tế. Năm 2017 ấy, thì bên phía Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận và giải quyết khoảng 1.400 cái khiếu nại và yêu cầu của người tiêu dùng. Trong đó là có khoảng 1.000 khiếu nại yêu cầu là được giải quyết qua cái phương thức là cái tổng đài tư vấn hỗ trợ miễn phí 1-800-6838. Ngoài ra thì có khoảng hơn 400 cái khiếu nại và yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết qua các phương thức khác như là trực tiếp, như là email, như là bưu điện. Các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành những văn bản pháp lý như Luật Bảo vệ người tiêu dùng, nhưng các quy định của pháp luật hiện nay còn rất chung chung, chưa phù hợp với xu thế phát triển thương mại online trong xã hội. Có mỗi cái là cái click chuột hoặc là gửi một cái xác nhận. Thế thì cái thu thập chứng cứ để chứng minh quyền lợi giữa các bên hoặc là gì để bảo vệ quyền lợi giữa các bên là điều đấy là khá khó khăn trên thực tế. Mà cái việc chứng minh như vậy thì ngay kể cả thực tiễn đối với hệ thống tổ của tòa án tại Việt Nam để mà xét xử các thương vụ thương mại liên quan đến chất online hoặc là website thương mại điện tử như vậy thì cũng chưa phải là có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Để tháo gỡ dần những vướng mắc và bắt nhịp được với thực tế xã hội, hiện nay một hệ thống xử lý trực tuyến đã được vận hành. Tại rất nhiều cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thì người tiêu dùng bên cạnh cái phương thức truyền thống thì có thể nộp khiếu nại yêu cầu qua email, qua cái website, qua cái tổng đài. Thì đấy cũng là cái sự sẵn sàng từ phía cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để mà tiếp nhận cũng như là xử lý một cái phương thức rất là hiện đại là cái giao dịch thương mại điện tử. Trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng online, thì chữ tín của cá nhân và đơn vị cung cấp sản phẩm cùng sự chủ động của người tiêu dùng trong việc tìm hiểu, nâng cao nhận thức cũng đóng vai trò rất quan trọng.